giờ thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái trạng thái cắt khung của dòng nói chúng ta nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ xem vào cái biểu này. Nhưng mà trước hết đi vào chi tiết thì tôi xin nói một vài vấn đề. Đó là những cái người mà đỏ mặt khi nói cười ấy thì là không toan tín. Đó là một cái tướng để chúng ta xem. Khi cười mặt đỏ ửng lên là người không toan tín. Khi cười mặt toát ra sắc xám xịt là người miệng nam mô, bụng một bồ da găm, lúc nào cũng toan tín trong lòng. Cười nói nhạt nhẽo là người hay suy nghĩ nên không vui chút nào. Đấy. Da cười mà thịt không cười là người bị ức chế tâm lý, không thể sống tọ. Còn có một số người có tiếng cười như tiếng khóc thì thuộc về người có tính tình kỳ quái, nội tâm mâu thuẫn, không hòa hợp với quần chúng, không có bạn bè tri kỷ, về già sống rất cô độc. Nói chuyện lúc nhanh lúc chậm là người không giữ được chữ tín, lời nói không đáng tin cậy. Ngữ điệu cao cấp là người nói không suy nghĩ, dễ gây chuyện thị phi, dễ thay đổi tiếng nói quê hương mình là người bạc tình. Giọng nam thì thường sang sảng, giọng nữ thì thường mềm mại. Nếu giọng nam pha giọng nữ hay giọng nữ pha giọng nam, nếu là nam thì sẽ gây trở ngại cho vợ, nếu là nữ thì sẽ gây trở ngại cho chồng. Ngoài ra, người nói quá nhiều, nói lung tung hồ đồ thì sẽ không có con cái. Rồi, tiếp theo nữa, lời nói và hành động thì cử chỉ tao nhã là quý. Người chưa mở miệng nói đã thấy lưỡi là người thích ngồi lê đôi mép, dễ gây chuyện thị phi, dẫn tới tai họa. Con người giọng nói lên lảnh, âm cao và vang, có thể truyền đi rất xa, tượng trưng cho khí đầy đủ, trường tồn là điềm báo trường thọ. Có người giọng nói khàn đục, câu từ không rõ ràng, cho thấy người đó là bần cùng, hèn hạ hoặc không tự tin. Lời nói chân thực, không châm chọc người khác là người chân thực, coi trọng chữ tín. Khi nói không nhanh, không chậm, giọng nói ấm áp, tao nhã, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, không quá vui hay quá tức giận, thì là tướng đũ thần, nhất định sẽ làm quan to hơn nhiều bóng lọc. Nếu khi nói chuyện, ngôn từ lộn xộn, câu cú không rõ ràng, cử chỉ bất lịch sự. Không cười mà như cười, không giận mà như giận, sợ gặp người lạ thì đây là loại người có tâm lý không bình thường, dấu hiệu của bệnh thiếu thần, dễ gây tai họa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái trạng thái cắt hung của giọng nói nhé. Muốn phán đoán cắt hung của giọng nói thì không chỉ cần nghe mức độ to nhỏ của giọng nói, mà còn cần chú ý lắng nghe các yếu tố như ngữ điệu này, tốc độ nói này, ngôn từ. Mỗi yếu tố đều có sắc thái riêng biệt. Cát hung của lời nói, đầu tiên là về tốc độ nói. Người nói lúc nhanh lúc chậm thì không đáng tin cậy. Ngữ điệu lúc cao lúc thấp thì thường gặp thất bại và tai họa. Giọng nói, giọng nam pha nữ ắt gây trở ngại cho vợ, giọng nữ pha nam ắt gây trở ngại cho chồng. Ngôn từ, nói không mạch lạc, từ ngữ lộn xộn thì hành vi cũng sẽ có vấn đề. Đó, lưỡi mà lộ ra ngoài là người lắm điều. Người chưa mở miệng đã nhìn thấy lưỡi, đa phần là người thích ngồi lê đôi mép, dễ chuyện thị phi. Giọng nói phát ra từ đan điền là người phú quý. Giọng nói của một người nếu được phát ra từ đan điền ắt là người phú quý trường thọ. Giọng nói của con người đa phần là phát ra từ lồng ngực, tối kỵ phát ra từ cổ họng. Cát hung của các kiểu cười. Khi cười mặt ửng đỏ là người thật thà, không toan tín. Khi cười mặt toát ra sắc xám xịt, trong lòng luôn toan tín. Cười nó hơi hợt, nhạt nhẽo, hay suy nghĩ trong lòng, thiếu tình cảm. Da cười thì không cười thì tuổi thọ ngắn, vận thế trì trệ. Tiếng cười như tiếng khóc thì tính tình kỳ quặc, về già sống cô độc. Không cười mà như cười thì tâm lý không bình thường, thần không đủ, dễ gặp họa vào tù. Đấy, Thì đây chính là cái trạng thái cắt hung của dòng nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.